Xin chào tất cả các em khối 9 của trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau bài thực hành số 4, sao lưu dự phòng và quét virus. Chúng ta sẽ nói về bài cũ tuần trước một chút. Tuần trước chúng ta đã nói về yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính. Có 3 yếu tố là công nghệ vật lý, bảo quản sử dụng, virus máy tính. Cũng nhắc lại là virus máy tính là một cái chương trình hay đoạn chương trình có khả năng nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm được kích hoạt. Tác hại của virus máy tính là tiêu tốn tài nguyên hệ thống, phá hủy dữ liệu, phá hủy hệ thống, đánh cắp dữ liệu, mã hóa dữ liệu để tống tiền, gây khó chịu khác cho người dùng. Về hai yếu tố là công nghệ vật lý, bảo quản và sử dụng, nó là thuộc về phần cứng của máy tính. Thí dụ như nó là phần cứng làm bằng hình bằng phím con chuột, một cứng á, RAM vân vân. Trong đó nếu mà bảo quản sử dụng không tốt á, thì ổ cứng nó bị hư thì chúng ta sẽ thay ổ cứng mới. Tuy nhiên là một người làm việc chuyên nghiệp thì em phải thường xuyên sao lưu dữ liệu từ máy em ra một cái ổ cứng di động khác hoặc là thiết bị lưu trữ khác. Khi ổ cứng bị hư, dữ liệu hư thì chúng ta sẽ thay ổ cứng, rồi chúng ta sẽ cài đặt lại, rồi sẽ lại đổ dữ liệu từ cái thiết bị lưu trữ khác đi vô máy thì nó vẫn còn nguyên. Còn virus máy tính là thuộc về phần mềm, nếu mà bị mất hay là phá hủy dữ liệu thì chúng ta sẽ gây những cái phiền phức khó chịu hoặc khác. Do đó hôm nay mình sẽ học một cái bài để hạn chế bớt thôi nha tác hại của virus máy tính. Đó là phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus thì chúng ta có nhiều phần mềm diệt virus khác nhau. Có phần mềm thì cho phép chúng ta sử dụng miễn phí, nhưng cũng có phần mềm là phải trả phí. Có một số phần mềm diệt virus như là Kaspersky nè, Anvira nè, Norton nè, PKAV. Ở Việt Nam thì chúng ta có một phần mềm rất là hiệu quả miễn phí, đó là phần mềm PKAV Home. Hôm nay chúng ta sẽ ôn bài thực hành số 4, sao lưu dự phòng và quét virus. Phần 1 là cô giới thiệu phần mềm quét virus PKAV. Phần 2 là hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm. Phần 3 là quét virus và phần 4 là em tự thực hành. Chúng ta vô phần 1 giới thiệu phần mềm quét virus PKAV. PKAV Home là một phần mềm diệt virus miễn phí của Việt Nam. PKAV Home hỗ trợ những tính năng diệt virus miễn phí, đặc biệt là hỗ trợ tính năng tự cảnh báo trên tất cả các hệ điều hành Windows giúp chúng ta bảo vệ thông tin trên máy tính. Phần 2 là hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm. Bước 1, nếu máy tính chưa được cài đặt phần mềm quét virus PKAV, em có thể tải về bản miễn phí PKAV Home từ cái địa chỉ cô để trên màn hình. Tuy nhiên, bản miễn phí với những tính năng cơ bản, nếu có điều kiện, em nên nâng cấp lên PKAV Pro để đạt hiệu quả toàn diện và lâu dài hơn. Cũng phần 2, hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm. Bước 2, sau khi em tải phần mềm diệt virus PKAV rồi về máy, thì nhấn đúp vào file cài đặt, đợi một chút để khởi tạo môi trường, rồi cửa sổ PKAV Home Setup xuất hiện. Nếu muốn thay đổi đường dẫn cài đặt phần mềm thì nhấn chuột vào cái hai cái dấu lớn hơn kế bên và chọn nơi lưu trữ. Sau đó nhấn tiếp vào nút cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm diệt virus. Bước 3, quá trình cài đặt bắt đầu diễn ra, chờ đợi vài giây, khi nào thanh tiến trình màu xanh đầy thì hoàn tất.
tốc độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cấu hình máy tính của em nữa. Bước 4, tiếp đến là xuất hiện một cửa sổ thông báo yêu cầu khởi động lại hệ thống để hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu em đang làm dở những công việc khác chưa muốn khởi động lại thì nhấn vào nút nhắc lại sau 15 phút, còn không thì em nhấn vào nút khởi động lại nhé. Phần 3 là em quét virus. Bước 1, khởi động chương trình quét virus PKV, tìm hiểu ý nghĩa của các tùy chọn trên giao diện của chương trình. Ở đây em nhìn nghe bằng tiếng Việt. Bước 2, em tùy chọn tất cả các ổ cứng và USB để quét virus cho tất cả các ổ và thiết bị nhớ flash và các thiết bị cần thiết. Lưu ý không chọn xóa tất cả các mặt RAW nha. Em quan sát quá trình quét virus của chương trình và tìm hiểu nội dung nhật ký sau khi quét xong, cuối cùng thoát khỏi chương trình bằng cách nháy nút thoát. Phần số 4 là tự thực hành ở nhà.